Còn bây giờ mình sẽ bắn cho hai trần trần một cái. Bắn vào Krignak để xem là Krignak ơi. Krignak ơi, trúng Krignak. Ơ, ảo thật đấy. Cảnh báo đường link shop gcothu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình xin các bạn 2 phút để có thể giới thiệu đến cho tất cả các bạn là shop gcothu.vn. Shop gcothu.vn là shop bán ạc Liên Quân chính chủ của mình. Các bạn nào có nhu cầu mua tài khoản Liên Quân, muốn tư vấn may, muốn ủng hộ mình thì có thể qua shop gcothu.vn. Để tránh tình trạng lừa đảo thì các bạn hãy truy cập xuống phần mô tả trong những clip của mình. Sẽ có đường link để có thể các bạn bay thẳng tới đến shop gcothu.vn của mình luôn. Hãy truy cập vào cái đường link dưới phần mô tả trong clip của mình nha, để có thể đến với shop gcothu.vn. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ đưa đến cho tất cả các bạn giới thiệu cho mọi người qua về giao diện shop đá. Hiện tại thì bên shop của mình đang có danh mục vòng quay như là vòng quay phi bóng thần kỳ này, vòng quay bóng đá này, vòng quay quân uy, vòng quay ngôi sao, rồi có rất là nhiều vòng quay khác. Nhưng mà hiện tại đang có giảm giá game phi bóng thần kỳ với cả vòng quay bóng đá này đang được giảm giá 50%. Như các bạn cũng quan sát qua thì cũng đã được giảm giá về số tiền quay rồi. Đấy, ví dụ 20.000 đồng sẽ giảm xuống còn 10.000 đồng. Ok, bên shop của mình còn có ạc Liên Quân thử vận may như là ạc Liên Quân 9k, 20k, 50k. Ngoài ra các bạn có thể mua ạc Liên Quân trắng thông tin tại đây. Bây giờ thì mình sẽ thử vận may Liên Quân nhá. Thử vận may 9k đi. Với thử vận may 9k thì mình sẽ, các bạn nhớ đọc qua thông báo trước khi mua. Thử vận may 9k các bạn phải chấp nhận hết xui, 100% tài khoản đều đúng, 40% ạc trắng thông tin và 60% ạc có thông tin. Tài khoản nào bị lỗi thì các bạn vui lòng liên hệ fanpage để được đền bù nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tin anh lựa chọn một tài khoản để test cho tất cả các bạn. Ở đây thì có rất là nhiều tài khoản này. Trời đất ơi, nhiều dã man luôn. Mình sẽ lựa chọn một tài khoản là thứ 104 và trang phục 135. Đây là vận may của mình, các bạn có thể qua shop của mình để có thể thử vận may nha. Và chúc các bạn may mắn. The sun shall vanquish darkness. Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi mà chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và ngày hôm nay, tự kiện theo cầu của rất là nhiều bạn khán giả, mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn review cho người bộ trang phục mới nhất dành cho anh chàng John, có tên gọi là Phá Vân Tiễn. Khả năng cao và theo như thông tin, bộ trang phục này sẽ nằm trong sổ sứ mệnh sắp tới nha mọi người. Thế nên các bạn cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn. Bởi vì lý do gì? Bởi vì lý do làm sao? Thì như lúc đầu cái phần cấm chọn mình là S1, mình đã pick vị tướng John để đi đường rồng rồi. Không hiểu vì lý do gì mà bạn là F3, bạn lại pick teo nát. Thế là xong các bạn ạ. Thế là xong luôn. Thế là trong trận đấu này team mình có 2 vị tướng xạ thủ. Nếu mà mình đi cùng đường với Teo Nát thì hai vị tướng xạ thủ sẽ cần phải chia kinh nghiệm với nhau, nó sẽ rất là thọt. Vậy nên là mình lựa chọn đó là lên đường tà thần này để được Crest hỗ trợ, giữ vị trí mà có thể xấy nội tại vô tận tên mỗi tội team bạn kéo lên đây đông tê. Trời đất ơi, team bạn thôi, từ Crest ơi. Thôi bạn đánh hổ báo cũng được, bởi vì đang có D-Rock thì thôi chúng ta cứ giữ vị trí và chúng ta xấy. Thật ra thì thời điểm đầu game mình xấy không được đau nha mọi người. Cần phải có đồ cơ, trời ơi, toàn yếu máu thế kia. Bây giờ mình có thêm cả chiêu 2 bắn từ chiêu 2 nhá. Úi giời ơi, có một mạng của Natalia rồi. Vừa sau là rất đáng tiếc không giết được gỗ không. Nhưng mà dù sao thời điểm đầu game mình cũng được một mạng rồi nha. Nhìn chung thì đây là bộ trang phục nằm trong sổ sứ mệnh thì chắc chắn một điều sẽ không có hiệu ứng biến về. Nhưng mà cái hiệu ứng đến từ chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba và những đòn bắn thường, kể cả nội tại cũng đã có sự thay đổi rồi. Crest ơi, cố gắng chạy đi bạn ơi. Trời đất ơi, mình đang cố gắng hỗ trợ Crest đây nha bạn ấy. Hy sinh xử mất rồi còn đâu, mình sẽ trả thù cho bạn. Mà bắn kìa trời, nó còn đúng xíu máu thôi. Bây giờ mình sẽ cần phải chờ cho chiêu 2 của mình hồi và sau đó mình sẽ ngắm chuẩn chuẩn một cái bắn bừa đi. Trúng không? Không hề trúng một chút nào. Không trúng, chứ vừa xong mà trúng là kiểu gì mình cũng có mạng luôn. Các bạn đánh giá ra sao về hiệu năng đến từ bộ trang phục này? Nhưng mà từ từ đã, ở đường dưới đang đánh nhau, mình sẽ tạm gửi chiêu 2 xuống để xem có trúng được hay không. Trúng hay không? Không hề trúng rồi. Trời đất ơi, trận đấu này Natalia ăn ngủ ở đường này hay sao ấy? Mình thấy bạn ấy ôm cái đường tà thần này suốt từ vấn đề đến giờ, chả thấy chịu về mid mà farm gì cả, toàn gây sức ép ở đường này thôi. Nhưng mà mình không hề ngao ngán nha. Được Crest bảo kê hỗ trợ như thế này là tuyệt vời rồi. Mỗi tội là mình sợ nhất thằng Ngộ Không. Nó ra nó gõ thì mình... Ui dồi ôi, ui dồi may thế, còn đúng xíu máu đây này. Tí nữa thiếu một chút may mắn nữa tôi là mình lên bản điểm số rồi.
Thôi không sao nhá, bằng này máu thì mình vẫn có thể hỗ trợ đồng đội bằng chiêu thứ hai bắn chuẩn chuẩn cái. Nope. Úi giời, mù mắt. Đáng tiếc Natalia lẫn cả Ngộ Không mỗi người còn xíu máu mà không làm ăn được gì. Thôi mình chịu, mình về đây. Cái tập này về cho chắc các bạn ạ. Khi mà chúng ta xây nội tại vô tận tên đến từ bộ trang phục này, các bạn sẽ nhìn thấy ra thấy được rất là nhiều những cái tên bắn thẳng vào đối phương. Đấy, mà cái tên này nó nhìn rõ hơn rất là nhiều. Đặc biệt là chiêu cuối các bạn sẽ bắn ra một cái luồng sáng chứ mình cũng nhìn chả thấy giống một cái mũi tên gì cả. Còn khi mà bắn nội tại thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều mũi tên nha. Vũ khí chủ yếu của vị tướng John và vũ khí duy nhất cũng chỉ là đến từ cây cung thôi. Cung thì sẽ bắn ra rất là nhiều đấy, rất là nhiều mũi tên rất đẹp. Ngoài ra thì cái trong phiên bản này mình không cần phải giới thiệu đến cho tất cả các bạn sức mạnh của John nữa, bởi vì mình cũng làm clip về vị tướng này khá nhiều rồi. Lại gặp ngay Ngộ Không đây định móc mình, lại định chơi em à? Anh mắc phải sai lầm anh ơi. Trời ơi, nó còn đúng siêu máu kia kìa. Ơ Kret ơi, phí chiêu cuối tê. Mình thì bây giờ băng trụ cũng là không làm thịt được Ngộ Không đâu. Tại Ngộ Không nó đánh rất là thông minh, không dám vào thủ trụ. Thôi Kret tấp tấp thôi. Đây đang có Kret nhắc bắt mình đây này. Bảo kê, trời ơi con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Mình nhìn thấy bóng dáng của Kret, à bóng dáng của Kret nhắc một cái tức là mình thấy toang toang rồi. Trong phiên bản này chúng ta sẽ không cần phải nói quá nhiều đến từ chỉ số của vị tướng John. Chúng ta sẽ cần phải nói đến đó là cái sự thay đổi lớn nhất của vị tướng John, đấy là hoán đổi kỹ năng từ chiêu 2 vác lên thành chiêu 3, từ chiêu 3 bị chuyển xuống thành chiêu 2. Đấy là hoán đổi kỹ năng, còn bây giờ mình sẽ bắn chiêu 2 chuẩn chuẩn một cái. Bắn vào Kret nhắc để xem là Kret nhắc ơi. Kret nhắc ơi, chúng Kret nhắc ơi. Ảo thật đấy. Không thể tin nổi các bạn ạ. Mình bắn chiêu 2 và Kret nhắc, không hiểu tại sao Ngộ Không đứng đằng sau bị chết luôn các bạn. Ảo thật. Bây giờ tranh thủ mình sẽ ép luôn cái trụ đứng giữa team bạn nha. Khi mà không có ai ra thủ thì chúng ta sẽ ép luôn. Trận đấu này tính ra khá căng bởi vì team mình và team bạn ăn cũng không quá nhiều mạng. Như các bạn nhìn thấy mà mình mới ăn được có 2 mạng mà thôi. Trụ mất rất là nhiều máu sau khi dính cái nội tại vô tận tên. Ok, dù sao thì mình cũng đã lấy được cái trụ ở nha. Tiếp tục là mình sẽ cần phải lấy được cái trụ đường trên, nhưng mà mỗi tội là mình cần phải được bảo kê. Chứ còn bây giờ một mình đơn phương độc mã lên đường trên lấy trụ Ngộ Không nó gõ cho không trượt phát nào luôn ấy. Ngày hôm nay trang bị đầu lên cho vị tướng John thì mình sẽ lên đó là giày du mục nha. Ngoài ra sẽ là trang bị gươm sấm sét, tiếp đến là thanh kiếm, kiếm Muramasa, cung tà ma và trang bị cuối cùng đó là giáp bổng mệnh. Mình lên cái gươm sấm sét này để mình có thể bắn được ra hai lưỡi sát thương. Úi dồi ôi Ngộ Không ơi, anh làm em giật hết cả mình. Anh ơi ở lại với em, lên bảng điểm số này đấy. Được Kret bảo kê như thế này có vẻ tuyệt vời không cơ chứ. Thật ra thì John rất mạnh, nhưng mà mỗi tội điểm yếu của vị tướng này đó là khả năng không hề cơ động nhá. Các bạn chỉ cần giữ vị trí thôi thì kể cả các vị tướng đỡ đòn cũng cần phải dè chừng. Đỡ đòn team bạn như là Toro thì mình cũng một sấy hai sấy nội tại là cũng chết ngay. Mọi người nhìn thấy là mỗi phát bắn của mình thi thoảng nó hiện ra được sát thương phép chí mạng. Đây là cái nội tại đến từ gươm sấm sét. Một cái điều rất là dễ hiểu thôi. Khi mà mình không lên cái trang bị gươm sấm sét thì chắc chắn một điều mình sẽ không thể tạo ra được lượng sát thương màu tím tím. Lượng sát thương màu tím tím là lượng sát thương phép, ngoài ra thì có thể chí mạng. Đấy, nếu như mình không lên gươm sấm sét nhưng mà trận đấu này mình lựa chọn gươm sấm sét nha. Bây giờ chúng ta dí luôn Ngộ Không thôi, Ngộ Không đi đâu, cứ sấy tôi vào Ngộ Không, bốc cười. Tranh thủ trong khoảng thời gian này mình cùng với đồng đội sẽ ép luôn cái trụ đường giữa team bạn nha. Được cái khiên dựng của Dirac như thế này thì lấy trụ rất là nhanh. Ok, có trụ rồi, ui Violet này, Violet nhìn thơm thế nhở. Mỗi tội là mình không thể giết được Violet kìa. Trời ơi, bò máu thế. Vừa xong bò đầu tư tốc biến lên để hất tung mình, sao lại chạy về chả làm ăn được gì, phí tốc biến thật. Trận đấu này mình phải cẩn thận với Ngộ Không lẫn cả Kret. Đấy là hai vị tướng khả năng sốc đam rất nhanh. Đấy, mà không ai bắt mình thì giữ vị trí tôi, trời đất ơi. Ui Kret bắt mình này. Bắt mình làm sao được, đồng đội của mình rất đông. Tuy ta yếu nhưng mà anh em ta đông. Từ xa là mình cũng được 5 mạng rồi. Có bạn nào cảm thấy chiêu cuối của vị tướng John thay đổi bây giờ nó cảm thấy phế không? Thật ra thì cái chiêu cuối của John đến thời điểm này ấy, nó có lúc nó phế và có lúc nó cũng không hề phế một chút nào đâu. Trong giao tranh tổng combat tổng, các bạn quăng cho mình chiêu cuối ra thì cái mưa tên ấy nó cũng sẽ khiến cho đối phương cảm thấy sự khó chịu, bởi vì khả năng cấu gì ạ cũng mất rất là nhiều máu đến từ cái chiêu cuối nha. Chiêu cuối sát tướng to thật phết đấy. Mỗi tội là cái
vòng tròn chiêu cuối nó di chuyển thì nó hơi bị chậm một chút thôi. Còn chiêu 2 thì các bạn cứ để spam liên tục, như các bạn nhìn thấy trong trận đấu ngày hôm nay thì mình cũng ăn được 2 mạng từ xa. Tiếp theo là mình tới mình dí luôn Kricknack này. Hello Kricknack đi đâu? Bạn chạy làm sao được? Bây giờ là chỉ có nước chết thôi chứ còn gì nữa thôi. Vẫn còn cố tình chạy được ạ. À. Quay đầu quay đít sấy nội tại. Ô không chết được kìa. Dình dình chiêu 2 chuẩn chuẩn nhá. Để mình bắn chiêu 2 để xem chết hay không. Trúng rồi nhưng mà không đủ đam. Hơi đáng tiếc. Thế mà để Kricknack chạy được mất rồi. Team bạn và team mình đều có chất tướng late game. Thế là trận đấu này hiện tại team mình đang hơn đối phương thì mình sẽ cố gắng làm sao không muốn nhây nhá. Mặc dù là chất tướng late game như là John late game, Triệu Vân late game, Canat late game, mỗi tôi là team bạn làm sát thủ quá. Nào giữ vị trí ở đây mà sấy. Trời ơi Natalia cho chết trước này. Natalia là của mình, mạng thứ 6. Còn Violet luôn. Mỗi tôi là Violet không dám lên cao nữa rồi. Đây là cơ hội để team mình có thể ép thẳng trụ team bạn. Mà team bạn dọn lính nhanh quá. Hại thêm bò Toro đánh hổ báo thế nhở. Đánh hù 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 kê. Mình cũng sắp full đồ rồi. Chỉ còn đúng thiếu 2 trang bị nữa thôi. Đây để mình ra dí luôn Violet này. Violet lại về xứ nó rồi còn đâu. Theo nát là chúng ta lấy luôn cái trụ đi. Ok có trụ rồi. Như này. Này thì Violet này. Trời đất ơi lấy luôn cái trụ đường giữa đi. Đây là đường lý xuống cấp thứ 2. Không có ai bắt mình. Khi mà Kricknack lên cả ngộ không chưa hồi sinh thì đây là đường lý xuống cấp thứ 2. Khả năng cao thôi mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây nha mọi người nha. Mới ăn được 6 mạng thôi mình sẽ cần phải ăn thêm đây ngộ không. Ngộ không là mạng của mình. Mạng thứ 7 nào. Chết. Chết luôn 60 vàng. Ok 7 mạng. Kết thúc được trận đấu rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn đây là màn review đến từ bộ trang phục mới nhất của vị tướng John. Bye bye mọi người. Bye bye.